cái bàn tay vô đây ánh sáng nó sẽ gọi nè đó. Đó, nó nhận được thì nước ở trong kia nó sẽ tự xả ra. Bên đây là rửa tay, tất cả đều tự động hết. Bên đây là cái chai này là chai vệ sinh, nước xả ra. Nhiệt độ Hà Nội hiện nay khá nóng anh hả? Anh chỉ cần nhìn trong xe là biết. À, nhìn ảnh mồ hôi nhễ nhại trên kìa. Lúc nãy thì các bạn nhân viên nói ở Hà Nội giờ tầm khoảng 38, nhưng mà em thấy hơn anh ha. Nói chung là để thực hiện được một video clip thì khá là gian nan á. Tại vì lên xe đi đây đến đó là phải tầm khoảng hơn 20 cây. Khoảng 40 phút. À, khoảng 40 phút nữa. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hiện nay khoảng hơn 9 giờ, Bùi Hồ đang có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất. Bùi Hồ đến đây để làm một thủ tục bay để thăm nhân vật của mình. Trong cái câu chuyện video của mình thì đó là ai thì mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ nha. Cứ đi vào ha. À, thì tiếp tục hành trình thì lần đầu tiên đi máy bay á thì cũng khá là bỡ ngỡ. Thì Bùi Hồ sẽ được anh hướng dẫn bảo vệ lại đây để làm một cái thủ tục. Cái hãng mà Bùi Hồ bay đó là hãng Bombo Airways. Cái hãng này giá nó rẻ nên Bùi Hồ sẽ mua hãng này. Thì lịch trình thì khoảng 12 giờ Bùi Hồ sẽ có mặt tại Hà Nội. Một thời gian khoảng hơn 5 phút làm thủ tục thì Bùi Hồ được nhân viên, em nhân viên báo là khoảng 10 giờ 55 phút Bùi sẽ lên máy bay. Thì đây là cái vé của Bùi Hồ nè. Hãng bay đó là Bombo. Thì 10 giờ 25 phút bay à, lần đầu tiên đi máy bay luôn á. Cô bác quý anh chị có đi thì đừng có cười Bùi Hồ nha. Thì qua hôm nay đi đến đây để mà thăm một cái nhân vật rất là đặc biệt mà trước đây Bùi Hồ đã quay clip và giúp đỡ hơn 1.000 cây số để ra đến ngoài đó cô bác quý anh chị. Đây là ở trong cái sân bay. Đây là cái quầy làm thủ tục thôi, cũng khá là bỡ ngỡ. Ở đây thì Bùi Hồ quay cho cô bác với anh chị thấy biết những người mà đối đi máy bay thì nó máy bay thì hiện nay nó cũng đã thịnh hành nhưng mà có rất là nhiều người cũng chưa có đi máy bay đâu, nên đi đến đây coi như là một nhật ký hành ít người chứ, nhưng mà đi đến đây cũng khá là đông. Còn khoảng 2 tiếng nữa máy bay, khoảng 10 giờ 25 thì chuyến bay WHO 218 đó, ghế 44. Cô bác quý anh chị thì sau khi làm thủ tục kiểm tra an ninh xong thì Bùi Hồ đang có mặt tại quầy chờ ở sân bay Tân Sơn Nhất. Thì ở đây có bán rất là nhiều đồ ăn luôn, và thời điểm bây giờ là khoảng 9 giờ rưỡi. Thì Bùi Hồ sẽ đợi đến 10 giờ 25 sẽ lên máy bay và sẽ đi ra Hà Nội. Thì chờ cũng khá là lâu luôn cô bác quý anh chị. Đồ ăn ở đây thì mắc lắm, không có dám vô ăn ha. Là ba lô Bùi Hồ chỉ có cái hành lý sách tay này thôi, không có ký gửi ở trên kia. Đó, quay cho cô bác quý anh chị xem. Có thể là một ekip của các bạn lên một chuẩn bị lên một cái chuyến bay. Đó, thì ở đây thì cũng vào mùa này thì cũng dịch thì ở Việt Nam cũng khá là an toàn rồi. Nhưng mà để cho an toàn thì Bùi Hồ không tháo khẩu trang nha cô bác quý anh chị. Có khá là nhiều khách ở nước ngoài đây. Đây đông ghê không? Không có ăn sáng, cũng có ăn sáng ở ngoài rồi để tiết kiệm tiền. Đây là thông tin về cái chuyến đi của mình cô bác quý anh chị. Ví dụ như 10 giờ 10 là đến 10 giờ 45 ở Hà Nội nè, điểm đến rồi cái kế hoạch. Rồi bên đây là hãng hàng không, kia là mã hiệu máy bay. Thì đợi khoảng gần 2 tiếng đồng hồ, mệt mỏi quá nằm luôn. Khoảng 10 giờ mấy mới bay, nhưng mà ngồi đây không có chuyện gì làm nên phải nằm đợi tí xíu, khoảng hơn nửa tiếng nữa. Cái vali, cái ba lô của mình, hành lý quần áo, đồ để trong đây hết, với lại cái túi này. Đợi cũng khá thì vất vả. Thì hiện nay thì làm thủ tục tiếp theo để lên chiếc máy bay.
đi Hà Nội. Bùi Hồ thì đang ở cửa số 5. Các hành khách này sẽ xếp trước, rồi sau đó là mình số thứ tự sẽ xếp sau nha. Thì bây giờ Bùi Hồ sẽ sau một thời gian đợi cũng khá là lâu thì sẽ lên trong cái lối đi này, là một cái lối đi hành lang. Và Bùi Hồ sẽ đi một cái chuyến bay màu xanh lá cây kia. Còn bên đây là cái hãng Vietnam Airlines. Đây thì cái hành lang này cũng khá là... Anh về đây. Ha. Đây hôm nay là anh về đây. Ồ, nhìn ra ngoài chiếc máy bay nhỏ mà vô trong bự thiệt. 44 em hả? À. Ở đây là 43. 43. Đây là 44. E ghê, đây là ghế này của mình nè. Đây là cái khoang để hành lý của mình nè. À. Đây. Nhà vệ sinh của trên máy bay nè. À, lần đầu tiên á, mới lên đây thấy nè, cô bác anh chị. Đây là cái bồn vệ sinh. Đây chắc hệ thống này, lúc này là gì ta? Này là rửa tay. À, đi cái xả đây, đây là xả nước ra đưa cái bàn tay á, thì nước nó sẽ tự ở trong này, nó sẽ tự xả ra nè. Cái bàn tay vô đây ánh sáng nó sẽ gọi nè. Đó. Đó, nó nhận được thì ở nước ở trong kia nó sẽ tự xả ra. Đó, cái gì sẽ nghe được. Bên đây là cái rửa tay. Tất cả đều tự động hết. Bên đây là cái chai này, là cái chai vệ sinh. Nước nó sẽ ra. Bên đây là chỗ ăn hút thuốc. Mình sẽ bỏ giấy vệ sinh này. Rồi, nãy thì cái nút này là nút báo động nè các bác quý chị. Đây là giấy, đây là cái nút này thì nó sẽ có một cái hộp giống như là cho mình lấy cái giấy ra để mình đựng đồ ói á. À, túi. Đây là túi nôn, túi ói. Không biết thì khi mà đi, cô bác quý chị thấy cái nút này nè là gọi nhân viên á, mình không nên bấm vô nha. Có gặp trục trặc gì thì mơ bấm. Ôi. Sao ra ta? Đi đường này. Trong vệ sinh nhìn đẹp quá. Cái này là một cái màn hình. Bên đây là gọi tiếp viên nè. Đây là đèn đọc sách á. Bấm vô đây một cái trên đó nó. Ở trên này chiếu sáng. Mình tắt thì mình sẽ tắt ở đây. Tắt cái an toàn trong khi ngồi. Ở đây thì có một cái này thì bàn ăn nè. Mình sẽ coi này thử nhé. Cái này gỡ ra. Thì mình sẽ ăn như thế này. Cái này là để ly nước. Hai lúa lần đầu tiên đi máy bay. Đây là có các bạn nhân viên ở đây thì sẽ phục vụ cho mình các món ăn. À, không biết là món gì đây, khá là hồi hộp. Xin mời ạ. Dạ, em cảm ơn anh. Ồ. Xin mời chị làm việc. Sẽ với đông ở dưới bàn ăn đấy. À, đây có hai quả chuối nè. Rồi đây là gì ta? Đây là... biết nữa, đâu bị mình dở xem thử nha. Đúng là các bạn ăn. Ở đây thì có cái này là cái để ly, để cái can. Đây là bữa ăn nhẹ, em sẽ có một lựa chọn. Ở đây là cái gì đi em hơn? À, gỡ cầm một tay rồi gỡ không được các bác anh chị. Đây là cái nhãn hàng nè, mày gác rồi để đâu ta? Này để đâu hơn? À, bây giờ mình để đây đi. Đây là cháo cháo thập. Còn đây là cái khay này, là cái khay
cái này là muối với lại nước nêm gì đó. Tại đây đây. Ồ, cái này á. Ăn thử miếng nha cô bác anh chị. Sao con? Này là cháo gà, gà heo. Tương đối là được. Nếu như mình lạc thì mình thấy nêm thêm. Ăn nhiều đây mà khát nước quá trời khát nước luôn. Cái bịch này á là bên đây là tiêu, đây là muối. Bên đây mới biết mình. Lắm luôn á. Thu gom chưa ăn xong mà. Cái này coi như là chén cháo. Ở đây nó có cái bảng hướng dẫn nữa nè cô bác anh chị. An toàn khi bay. Mình muốn đọc sách á, thì mình sẽ bấm vô đây, bấm vô cái màn hình này, mình bấm vô cái bóng đèn này để cho gọi đèn xuống để mà mình đọc sách. Nãy giờ quên mất đèn ha, gọi lại cái quên mất đèn cho xem. Mỗi người đi được hai khẩu phần thức uống là nước suối. Cái sau đó là mình sẽ đến trà. Nói chung là nhìn các bạn ở đây khá là xinh đẹp. Trà nóng mà mình nó yêu cầu là có đá thì bạn bỏ đá vào nha. Lại kiếm cà phê hả? Của mình đây, bỏ cái ly này chi ta không biết luôn. Với thương gia, ghế thương gia có tivi. Ngồi đã ghê đây sướng nè cô bác anh chị đó nhá. Không giàu thì đi ghế thương gia, nghèo thì đi ghế phổ thông. Chào anh. Dạ rồi, chào em. Rồi, bây giờ mình đã đến sân bay Nội Bài của Hà Nội nha cô bác anh chị. Bye bye. Cô bác anh chị thì sau hơn 2 giờ bay thì Bùi Hồ đang có mặt tại sân bay quốc tế Nội Bài ở thủ đô Hà Nội. Và bây giờ thì Bùi Hồ sẽ đón xe vô trung tâm thủ đô để thăm Thương. Em thì vẫn đang ở bệnh viện thẩm mỹ Căn Nam này nhé. Thì vậy thì cô bác anh chị mời cô bác anh chị theo Bùi Hồ nhé. Cũng khá là khi mà xuống sân bay cũng khá là khó chịu, có bị ù tai vì Bùi Hồ thì không quen cô bác anh chị. Được anh tài xế này anh chở đi đến địa chỉ em là Kim Mã nha, 212 Kim Mã. Nhiệt độ Hà Nội hiện nay khá nóng anh hả? Anh chỉ cần nhìn trong xe là biết. Nhìn ảnh mồ hôi nhễ nhại trên kìa. Lúc nãy thì các bạn nhân viên nói ở Hà Nội giờ tầm khoảng 38 nhưng mà em thấy hơn anh ha. Rồi. Nói chung là để thực hiện được một video clip thì khá là gian nan á. Tại vì lên xe đi đây đến đó là phải tầm khoảng hơn 20 cây.
khoảng 40 phút nữa là sẽ đến được ngay trung tâm Hà Nội, ngay quận Ba Đình. Nói chung là nóng dọc dữ lắm của bác với anh chị. Ôi, ôi, này độc đáo vậy? À, vâng, cái này là chỉ có mỗi em có thôi. À, cái này làm thủ công mình. Anh làm thủ công hả? Anh năm nay nhiêu tuổi, có gia đình chưa? Em được hai cháu. À, mặc máy lạnh nhưng mà mồ hôi nhễ nhại hết. Nó phải từ từ nó mới mát được anh ạ. Thời tiết lần đầu tiên đi ra Hà Nội, không ngờ là Hà Nội nó lại nóng như vậy á. Nóng hơn cả Sài Gòn á. Ôi Sài Gòn làm sao mà bằng. Dạ, không khí oi bức lắm. Cái đoạn đường này thì đi đến khoảng hơn 20 cây số nữa theo bản đồ của Google, và khi rồi vì ra Hà Nội lần đầu cũng quay cái đoạn đường ở đây cho cô bác quý anh chị xem. Mình đến đó thì sẽ ghé trực tiếp bệnh viện thẩm mỹ Can Nam để thăm hương người mà thiếu nữ có một cái gương mặt dị dạng đáng sợ mà ở những video clip trước Bùi Hồ đã thực hiện cho cô bác quý anh chị xem. Thì Hương là một cô gái cũng khá là trẻ tuổi, năm nay tầm khoảng 31 tuổi và em đang sống ở huyện Châu Phú của tỉnh An Giang. Sau khi mà được video clip lên thì bệnh viện thẩm mỹ có liên hệ với Bùi Hồ để mà tái tạo lại gương mặt cho em. Nhưng đến nay tầm một tháng hơn thì Hương đã ở Hà Nội hơn một tháng nay, và hiện nay tình hình sức khỏe của mộ Hương như thế nào thì mọi người cũng khá là trông chờ về cái điều này, nên Bùi Hồ quyết tâm thực hiện vượt hơn 1.000 km để mà ra tận Hà Nội này để mà thăm Hương và thực hiện một cái chuỗi video rất là hấp dẫn ở vùng Đông Bắc. Sau khi thăm Hương thì Bùi Hồ sẽ có một cái kế hoạch và những cái video rất là hay, thì mong cô bác quý anh chị sẽ cùng đón xem chuỗi hành trình ở vùng Đông Bắc của Bùi Hồ như thế nào nha. Đường ở Hà Nội này khá là rộng hơn so với đường ở Sài Gòn anh ha. Cung đường này là đang là cao tốc anh ạ. À, vâng. Nó được khoảng 25 cây cao tốc. Dạ. Sau hết cầu Nhật Tân thì mình bắt đầu vào phố anh ạ. À, thì cái quận Ba Đình nó lớn lắm không anh? À, nó bình thường thôi. Nó một quận đấy thì cái diện tích của nó cũng không được rộng như các quận ở trong Sài Gòn. À, ở Sài Gòn thì đa số các quận thì nó diện tích nó lớn hơn. À, thì ở ngoài Hà Nội thì nó chỉ có 4 cái quận trung tâm thôi. Dạ. Còn đâu những cái quận khác thì nó ở vùng ven. Là em chỉ biết được Ba Đình nè. Dạ. Rồi còn Hoàng Kiếm. Hoàng Kiếm, Hai Bà Trưng. Dạ. Đống Đa. À, ở đây thì có người có một cái những cái hàng phố đó là nó ở quận nào? Phố Hàng Mã. Phố thì là nó nằm trọn gói ở trong cái quận Hoàng Kiếm. À, nó gọi là phố cục. Vậy 36 phố phường đấy. Đúng, 36 phố phường. Dạ. Xung quanh cái hồ Hoàng Kiếm luôn. Vậy thì từ cái trung tâm của quận Ba Đình cho đến Hoàng Kiếm sao mà? Nó chỉ có mấy cây thôi. Nếu không nhầm thì khoảng độ 4 đến 5 cây. À, thực ra là hai cái điểm mà anh đến với lại cái điểm Hồ Gươm thì nó chỉ khoảng 4-5 cây. Còn quận Ba Đình với quận Hoàn Kiếm là nó giáp danh với nhau, anh hiểu không? Dạ. Đó. Vậy là từ Lăng Bác, từ Lăng Bác cho đến là Hồ Gươm nó gần nhau. Gần. Hồ đấy. Gươm thì nó của quận Hoàn Kiếm. Đúng rồi. Còn Lăng Bác ở quận Ba Đình. Đó. Điều đặc biệt ở đây thì thấy có khá là nhiều cây xanh, mặc dù là trên đoạn đường cao tốc. Ở trong Nam của em thì đoạn đường cao tốc thì không có cây xanh giống vậy. Thực ra cái con đường này là đang là con đường để mà tính ra là đẹp nhất cái khu vực Hà Nội này. À, đó là gì, khách du lịch họ xuống sân bay là họ có thể đi con đường này để vào phố. À, và nó là coi như là bộ mặt của Hà Nội rồi. Dạ. Ở Nam thì chỉ biết đồng bằng sông Cửu Long thôi. Hôm nay thì được ra đến Hà Nội đi ngang một cái cầu mà khá là đẹp, đó là cầu Nhật Tân.
Thì cái cầu này bắc ngang con sông, mà trong trước đây thì đọc ở trong sách vở thì khá nghe và một lần ao ước được ra đây, đó là sông Hồng, một trong những cái con sông rất là quan trọng để cung cấp nước cho các tỉnh ở phía Bắc và đặc biệt là Hà Nội. Trước đây thì Hà Nội cũng tương đối là diện tích không lớn lắm, nhưng mà từ ngày mà Hà Tây sáp nhập vào thì diện tích bắt đầu lớn hơn nha anh ha. Cô bác quý anh chị, thì hiện nay Bùi Hồ đang có mặt tại thủ đô Hà Nội và nơi bệnh viện mà Hương đang chờ ngày thẩm mỹ. Thì hai anh em đang ngồi ở quán cà phê, quán trà đá ven đường, một cái đặc sản của Hà Nội, một cái đặc trưng. Thì Hương, hiện nay cái cuộc sống của em ở ngoài này như thế nào, có quen không? Dạ có, em có quen rồi, ở đây rất tốt, ở đây cũng vui. Hiện nay thì cái tình hình sức khỏe của em sao rồi? Sao em không dám khỏe. Sau khi em đi thì rất là nhiều người mong chờ về cái tin vui của em. Thì hiện nay gia đình em có về, em với gia đình thì có thông tin gì không? Dạ có, em với anh chị cũng có liên lạc mỗi ngày. Các anh chị cũng động viên, rồi cũng an ủi cho em dáng cố gắng lên. Lúc trước thì em có nói với anh là em chuyển sang ăn mặn, không ăn chay nữa. Thì hiện nay em còn ăn mặn không? Dạ em còn ăn mặn được mấy ngày, được 10 ngày. Cuộc sống của em sau khi mà em xa quê đó cũng khoảng hơn cả ngàn cây số, thì khi mà đến đây thì nó cái môi trường của mình nó có khác so với ở quê mình không? Cũng có, lúc mới đầu thì em cũng nhớ nhà lắm, nhưng mà hiện giờ cũng đỡ rồi, tại có bạn trung thành, cái chị tá rồi, cái chuyện nó cũng vui nên cũng đỡ nhớ nhà. Cái việc ăn uống của mình, khẩu vị nó có khác so với lại ở trong quê mình không Hương? Dạ không, cũng không có thấy khác gì đâu, ăn cũng được. Hôm trước thì anh có một lần anh nhìn ở trên Zalo của em á, em có đăng thì em đi chơi, em đi vòng vòng thăm Lăng Bác, thì lúc đó tâm trạng của em khá là vui đúng không? Dạ, lúc đó em vui đó hả? Rồi anh cảm ơn Hương rất là nhiều đã chia sẻ với anh nha. Thì có dịp chút xíu nữa mấy anh em mình cùng đi tham quan Lăng Bác. Thì hôm nay thì đến đây thì anh có nhận được cái số tiền của chị Lan ở Việt Kiều Canada có gửi cho em là 700.000 đồng. Anh hôm nay đến đây thì có giao cho em ha. Thấy, em cứ nói. Em xin cảm ơn chị Lan rất nhiều. Rồi cảm ơn em rất là nhiều luôn nha. Chúc em sức khỏe nha. Thì mọi việc sau này thì mấy anh em mình sẽ gặp nhau, có dịp gặp nhau nữa ha.